một bạn hỏi, thư chương trình cho em hỏi, người xưa có câu làm nhà hướng nam không làm cũng có ăn. Mong tiến thí sĩ giải thích giúp câu nói trên ạ. À. Em cảm ơn chương trình. À vâng. Đây là một trong những cái câu mà ví dụ như là cái câu rất là phù hợp với những người làm công tác à kết thúc là người ta gọi là lấy vợ hiền hòa làm nhà hướng nam. Chứ nhiều người thì đọc trạch thế này lấy vợ đàn bà nằm nhà hướng nam với gì không lấy vợ đàn bà thì nên lấy vợ đàn ông à nên lấy vợ đàn bà là đương nhiên thì cây câu chính xác của nó là lấy vợ hiền hòa thì các bác thấy đấy, lấy được một người vợ hiền hòa thì cô thích không hay là vợ sư tử hà đông thì ai cũng buồn cho nên phải lấy vợ hiền hòa mới là điều tốt và làm nhà thì này hướng nam mới được bắt vẻ mới được sung sướng tại sao vậy Và câu này có phải chân lý không không phải chân lý đâu mà đây là câu vùng miền và áp dụng đa phần cho những vùng mà ở đồng bằng Bắc Bộ chịu ảnh hưởng nhiều của Gió Nam và gió Đông Nam là thứ biển nó thổi lên và cái hướng đấy là hướng mát lành à, và ở cái đồng bằng Bắc Bộ thì nếu nằm ngược cái hướng này thì nó không thuận về vi khí hậu Ví dụ như là bằng miền Bắc và hôm nay này là gần Tết thì đang gió mùa Đông Bắc. nếu gió mùa Đông Bắc nó ở phía Bắc mà nó thổi xuống thì, gió đồn càn thì nó xuyên đây như là cái đồn càn nó gọi là gió đồn càn nó đâm vào nó nó nó, nó khủng khiếp lắm. Thì nếu như chúng ta làm nhà cứ Bắc thì hứng trọn bộ những cái rét mướt của gió nó Bắc hút nút nó kéo đến thì mùa đông thì rét tê tái Nhưng mùa hè thì thế nào? Mùa hè thì không có gió Đông Bắc Mà gió Nam thì chúng ta lại quay hướng Bắc mất rồi Cho nên là nếu như làm nhà hướng Bắc Thì như cụ Nguyễn Khuyến đã làm viết một câu đấy Nhà hướng Bắc ấy, Thì nền cái chưa rét Người mình đã rét mà, mà nhà mà đến mùa hè thì chưa Người khác chưa nóng, mình đã nóng rồi Chứ chúng ta làm ngược hướng Theo về luật phong thủy Thế thì làm hướng Nam là gì? Về phía Nam là hướng gió mát, gió mát về mùa hè. Và mùa đông thì chúng ta lại quay lưng về phía xuống phía nam thì nó không bị à, gió bắc nó thổi. Cho nên rằng là, là hướng đấy là hướng hợp với địa lý của những đồng bằng Bắc Bộ. Nhưng cái này không thể áp dụng cho miền Trung hoặc là cho những tỉnh miền Nam hoặc là những vùng mà à, biển bờ biển có những bờ biển thì nếu như nằm hướng nam ấy thì hướng nam nó lại úp mặt vào núi thì sao nhỉ? Đấy, cho nên là hoặc là cái vùng mà gần bên có những nơi mà gió Lào chẳng hạn thì cái nhà đấy lại đúng với hướng nam thì hướng gió Lào nó thổi sang thì sao? Cho nên đây là cái câu này chỉ phù hợp với vùng vi khí hậu và địa lý thôi. Phù hợp với cái vùng mà khi mùa hè thì có gió nam, gió đông nam thổi lên nó mát. Đấy, và mùa đông thì gió à, bắc nó thổi thì chúng ta phải làm nhà hướng nam chứ còn không phải tất cả vùng miền nào cũng làm như vậy câu này không áp dụng cho tất cả những cái vùng miền trên toàn đất nước ta và không áp dụng cho cái miền khác hay ví dụ như là chúng ta lại ngược lại với úc chẳng hạn thế ở bên úc người ta lại ngược lại với ta về khí hậu và có nhiều cái vùng biển nó khác nhau vậy thì ví dụ như chúng ta mùa hè thì họ mùa đông về cơ hướng của nó lại ngược với ta thì cái câu đấy lại có những vùng biển đấy thì nó lại đổi hướng nên làm nhà hướng bắc à, quay hướng bắc vì hướng bắc nó là biển thì sao cho nên là cái câu này tôi nhắc lại các các bạn là nhất là những người làm à, kiến trúc không máy móc câu này vì cái câu này chỉ nhằm cho những vùng đồng bằng bắc bộ và có cái vùng vi khí hậu tức là đón gió nam từ phía biển đông đông nam thổi đến là hợp với câu này còn ở những vùng khác thì tùy theo yếu tố địa lý yếu tố phương hướng rồi là núi non đồng bằng hồ ao mà chúng ta có cách hướng khác nhau Đấy, cảm ơn bạn đã có những câu hỏi hôm nào chúng tôi sẽ có một cái buổi chia sẻ về cái thuật phong thủy và cái hướng tâm linh thì nó sẽ rõ hơn nó phong phú hơn